Xin chào và cảm ơn quý anh chị đã quay trở lại với Minh Huy. Quý anh chị mua hàng có đồng hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0818 41 8686. Minh Huy xin cảm ơn. Hi, xin chào và xin cảm ơn quý anh chị đã quay trở lại với cửa hàng di động Minh Huy. Và em là Minh Huy đây. Thì đầu tiên thì quý anh chị đừng quên là bấm giúp em một nút like, một nút đăng ký nhé. Thì hôm nay đang còn sửa soạn cái sản phẩm mà để quay cho quý anh chị. Thì lại nhớ ra là ngày này khoảng 5-6 năm trước là cái ngày mà em chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì lời đầu tiên thì em xin chúc những cái bạn mà sắp tới thi tốt nghiệp trung học phổ thông vững vàng nhá. Và mình cũng đã cố gắng suốt 12 năm vừa rồi rồi. Dù kết quả ra sao thì cũng hãy vui vì điều đó và chọn được cái nguyện vọng học thật là phù hợp. Thì em là, nói chung là ngày xưa em thi thì cũng đã đỗ ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện tại thì vẫn đang học và cũng vài tháng nữa thôi thì em đã hoàn thành chương trình học của mình rồi. Thì thật ra học ở đâu thì môi trường nó cũng xem nhau thôi, nó không lệch nhau nhiều. Cốt là tùy bản thân mỗi con người thôi, mỗi cá nhân thôi. Còn nữa em muốn nói là thật ra mỗi người có rất là nhiều lựa chọn. Em thấy là có người ấy thì có thể là mình sẽ đi học nghề này, có người đi làm luôn, làm công nhân luôn cũng tốt, đi học nghề luôn cũng tốt. Hoặc là có những người đi học đại học, có những người đi xuất khẩu lao động theo hình thức học đại học, đi du học ấy ạ. Hoặc là có những người được học bổng đi du học này, hoặc bố mẹ cho đi du học này. Thì hoàn cảnh mỗi con người chúng ta khác nhau, thì tất nhiên là cuộc đời chúng ta chọn cũng sẽ khác nhau rồi, nhưng mà luôn nỗ lực cố gắng là được thôi. Thì ở đâu thì em chúc, cũng luôn chúc là may mắn sẽ đến với tất cả mọi người và cũng đừng áp lực quá, tại vì đây cũng như một cuộc thi bình thường thôi. Lên đại học thì mình cũng có rất là nhiều cuộc thi nữa, cũng có thể kết quả cao, cũng có thể kết quả thấp, đấy thì cũng là do sự lựa chọn của mỗi chúng ta thôi. Thì tùy vào nhu cầu của bản thân này, năng lực bản thân này và cái năng lực của gia đình nữa, thì mình có thể là chọn được cái ngành nghề học phù hợp hoặc là cái công việc sau đó mình làm phù hợp. Thật ra thì cũng tùy, rất là nhiều bạn em thấy đi làm thôi, không đi học đại học nhá, đi làm công nhân nhưng mà rất là nhanh ý và biết ý. Thì về sau bây giờ để bằng tuổi em, các bạn đấy cũng đã ra lập được những cái doanh nghiệp riêng, có thể là có những cái điều hành những cái sản xuất riêng rồi. Hoặc là có những bạn thì cũng bằng tuổi em nốt, bây giờ thì đi học đại học thì cũng có nhiều mối quan hệ, bắt đầu cũng mở ra hình thành, bắt đầu sản xuất cơ sở kinh doanh rồi. Nhiều bạn rất là thành công. Thì bây giờ thế giới cũng phẳng là quý anh chị ạ. Thì bây giờ thì nếu mà có năng lực ấy, thì dù hoàn cảnh từ xuất phát thế nào nữa, thì em tin là cái sức bật và cũng như là cái khả năng phát triển nó sẽ rất là cao. Thì như em thì cũng là con tôm con tép giữa xã hội thôi, nói chung là cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà em cũng đã trải qua hành trình như các bạn rồi, cũng đã từng mất phương hướng, cũng đã từng làm những cái công việc rất là tay chân nhiều, nặng nhọc nhiều. Rồi sau đi dạy, cũng đi bán hàng các thứ, nói chung là cũng được khá là nhiều trải nghiệm. Và bây giờ thì em cũng muốn chia sẻ một chút thôi, nói chung là các bạn hãy vững vàng lên. Và kể cả quý anh chị là phụ huynh hay là người nhà có con cái đi du học, xin lỗi là đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng thế. Thì mình tâm lý thoải mái nhẹ nhàng thôi, thì còn người là còn tất cả mà, chúng ta còn sống còn yêu thương nhau được. Đấy, và nữa là cái kỳ vọng thì cũng phải đến từ cái năng lực thực sự. Mình thế thôi đấy. Thì muốn quý khách hàng mua hàng sản phẩm của mình thì mình, những sản phẩm của mình nó phải có cái nội lực tốt, những sản phẩm nó chất lượng nó phải đảm bảo đã, sau đó thì mình phải dẫn dắt và gọi là để trình bày cho quý anh chị những sản phẩm này thôi. Thì hôm nay em về cũng khá là nhiều quý, nhiều sản phẩm nhá. Thì hôm trước có anh chị hỏi em là gì nhỉ, Huy ơi sao toàn máy kiểu khuyết, kiểu là bị khuyết cái điểm gì đấy thế. Thì hôm nay em về những cái máy kiểu là lành lặn nhé, full chức năng các thứ hết thì cho anh chị chọn. Chứ là máy thì giải giá nó phân bổ vô cùng lắm, từ 1 triệu hơn đến khoảng 5-6 triệu, 7-8 triệu cũng có nhé. Em làm tầm tầm này thôi, ship COD nó dễ. Rồi, quý anh chị cùng xem nhé. Và nếu mà thấy cái khoảng thời gian này nó hữu ích thì các bạn có thể là nghe lại một chút. Bây giờ cũng là khoảng thời gian để mà mình hệ thống lại kiến thức thôi, chứ cũng không phải là khoảng thời gian để mà mình có thể mình học những cái mới hay là mình cố gắng mình thi thật là cao điểm. Không, mình nghĩ không nên nhé. Giờ mình hãy thả lỏng và tổng hợp lại kiến thức thôi, những cái gì mình đã học suốt 2-3 năm qua rồi, hoặc là ôn thi trong thời gian vừa rồi, thì cứ thế mà mình bung ra thôi, như một phản xạ tự nhiên vậy. Và xin phép nhé, mình sẽ quay trở lại với video này. Các bạn hoặc là quý phụ huynh có câu hỏi nào liên quan đến học tập cho con em, thật đây là hơi trái ngành em một tí nhá, em bán điện thoại thôi, nhưng mà nếu mà có cái gì muốn tư vấn ấy thì có thể gọi đến đường dây riêng của em là 0968104464. Thì những cái chia sẻ như người nhà, chị em trong nhà thôi, em sẽ chia sẻ nhá. Còn các bạn chỉ tự rồi, chắc chắn là chúc các bạn thi thật tốt nhá, đạt được kết quả thật cao.
ngày xưa thì mình cũng học tương đối ổn đấy và thi kết quả cũng tương đối là ok đấy, nên là lựa chọn ở mỗi chúng ta thôi và cố gắng nhiều nhé. Rồi em xin phép em quay những sản phẩm ở đây nhé. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe.